Với mong muốn tạo được những ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, từ nhiều tháng nay, tiểu đoàn đặc công 20 Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã huy động ngày công bộ đội tích cực củng cố, sửa chữa nơi ăn ở, sinh hoạt. Những dãy nhà được sơn sửa mới khang trang, sạch đẹp, từng chiếc giường được lau chùi sạch sẽ, kê lại thẳng hàng. Những nếp chăn được gấp vuông vức, các vật dụng trong phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ, gọn gàng, chính quy để sẵn sàng chờ đón các tân binh. Về bảo đảm vật chất cho huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị bảo đảm đầy đủ giường, phản, quân tư trang cá nhân, hệ thống tắm, nước sinh hoạt như nước nóng, lạnh để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội bước vào huấn luyện. Bên cạnh đó, xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, củng cố môi trường, doanh trại, tạo môi trường thân thiện cho các đồng chí khi bước vào nhập ngũ. Để đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ nuôi dưỡng cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã khai thác triệt để diện tích canh tác tăng gia sản xuất. Các khu vực tăng gia tập trung được mở rộng có quy mô với nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, giá trị dinh dưỡng cao. Chủ động xuống giống các loại rau ngắn ngày sau Tết Nguyên đán để kịp thời tạo nguồn thực phẩm đảm bảo cho tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Đến nay, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tham mưu Quân khu 1 đều tự đảm bảo 100% về lượng rau củ quả và một số lượng lương thực, thực phẩm khác vừa chất lượng vừa an toàn. Chúng tôi tận dụng những giờ nghỉ, ngày nghỉ để tập trung vào tăng gia sản xuất, tập trung trồng nhiều loại rau củ quả để đảm bảo cho bữa ăn để đón các chiến sĩ mới nhập ngũ về đơn vị. Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn, để xử lý những bất cập trong gia tăng thời điểm giáp vụ, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn cây trồng, vật nuôi đến từng thời điểm. Sự chủ động về diện tích trồng rau xanh và triển khai chăn nuôi các lứa kế cận nhau, đặc biệt là gà, vịt, lợn, đã giúp các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1 khắc phục những khó khăn về tăng gia sản xuất. Chúng tôi áp dụng mô hình vườn, ao, chuồng, trại, giàn. Đối với các vườn thì chúng tôi xen kẽ, thâm canh, gối vụ các loại rau ngắn ngày và dài ngày, các loại rau có chất lượng cao, là đảm bảo 100% rau và các loại thương thực thực phẩm để trong huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng và huấn luyện chuyên môn binh chủng năm 2023. Mọi công tác chuẩn bị để đón chiến sĩ mới thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã hoàn thành. Đây là tiền đề quan trọng giúp mỗi tân binh thêm yên tâm học tập, hăng say rèn luyện, gắn bó và xây dựng đơn vị ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.